Cha Thi Quyên thấy là trong Lan Ngọc á, thì siêu rất là nhạy bén nè, rất là có duyên, rất là sáng tạo trong những cái cảnh diễn xuất. Khi mà mình diễn vài lần thì Lan Ngọc luôn có những cái bất ngờ khác nhau, và Lan Ngọc cũng rất là dễ để thay đổi những cái cảm xúc. Với một cái vai một phụ nữ rất là hiện đại thì Lan Ngọc tiếp thu rất là lẹ, rất là nghiêm túc trong cái nghề. Kathy rất là vui và mong chờ để xem được Miss Q Lan Ngọc của mình sẽ như thế nào trong Gái Già Lắm Chiêu 2. Khi mà mới vào vô lớp á, thì Kathy nhớ là Lê Xuân Tiền mới đầu á, là cái hình thể nó cũng hơi cứng. Mặc dù Lê Xuân Tiền có rất là nhiều cảm xúc bề trong và rất là nhạy cảm, nhưng mà đôi khi nó khó để thể hiện nó ra. Lê Xuân Tuyền đã có sẵn những cái ưu điểm, nói chung là nó rất là phù hợp cái vai trong cái phim này. Cái thử thách của Kathy chỉ là để tìm cách để Tiền có thể đẩy nó ra bề ngoài để mọi người có thể cảm nhận nó liền, lẹ hơn. Nên nói chung là Kathy rất là tự hào về cái sự cố gắng nè, quyết tâm của Lê Xuân Tuyền để hoàn thành tốt cái vai này. Trước đây thì Kha thì cũng có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn diễn viên chính hay là diễn viên phụ cho một phim nhựa và làm rất là kỹ với một diễn viên. Nhưng mà đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt đối với Kha thì, tại vì Kha thì cũng rất là vui khi nghe là anh Bảo Nhân và anh Nam Sito cũng tin tưởng và giao cho Kathy 5 diễn viên luôn, cả hai diễn viên chính và ba diễn viên phụ, nên khi mà được cái cơ hội này ấy, thì mình có thể hết tâm hết sức để truyền và hướng dẫn diễn xuất và xây dựng nhân vật. Khi mà Kathy được làm việc trực tiếp với 5 diễn viên rất là thường xuyên thì mình như là một gia đình diễn viên vậy đó, mình cùng nhịp với nhau và cùng hiểu nhau, nên Kathy hy vọng là cái diễn xuất và cái tương tác của mọi người nó sẽ rất là tốt.